Rồi, chào mọi người, hôm nay sẽ giới thiệu một cái kẹp góc vuông mini của hãng Consen, gọi là mini là vì nó nhỏ quá nha. Đây, rất là mini để bạn đam cho đây. Thì cái kẹp này dành cho kẹp những cái gì, những cái đồ mà vuông cần nhỏ thì chúng ta cần làm ở nhà gì đó, cần góc vuông mà nhỏ 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 chúng ta đưa lên chúng ta kẹp thì cái ngàm rất là lớn ha. Nên mỗi lần kẹp thì chúng ta phải xoay nó ra đó. Ta phải xoay thao tác con này nó xoay hơi lâu rồi đó, kẹp bao nhiêu thì chúng ta xoay nó ra à. Xoay xong thì chúng ta là siết vào này cũng vậy ha đó. Kẹp góc vuông rất là mini. Thì cái để tôi đo xem coi cái chiều dài có cái chiều rộng của cái hãng ngàm này là bao nhiêu nha. Chiều ngàm của tối đa mà chúng ta cần kẹp á, gọi là mini thôi, nhưng mà nhiều lúc chúng ta kẹp cái đồ gỗ hoặc đồ ngàm gì lớn không kẹp được với cái ngàm này lớn lắm nha. Ra tới đây là hết rồi đó, ra đây là hết, xả hết này luôn rồi xem ha. Đó, đó rồi, kẹp mini nha. Này nó thiết kế là bằng sắt ha. Sắt này nó không có hàn mà là nó dập, nó đúc chứ là nó đúc nguyên khối nha mọi người, chứ nó không nhập này những cái mối đúc của nó nè ha. Đó, những cái mối là nó đúc nguyên khối, nó có cái khuôn á, có cái khuôn sẵn rồi nó đúc vô chứ nó không có có hàn nha. Đó, là thử cái góc vuông ha. Trước tiên thử cái độ vuông góc của nó. Rồi, cũng rất là ok nha. Dạ, rất là vuông. Chứ bác là cái hai cái góc này nè, hai cạnh này là vuông với nhau nè ha, vuông ha. À, cái bề ngang của mẹ ngàm được bao nhiêu đây? Cái này được làm 17. Này chưa được một tấc. Này mới có khoảng 75 á mọi người. Cái ngàm ra được 75 nha. Cái ngàm mà từ đây tới đây nè. Được 75 nha, 75 mm á. 75 mm đó. Ngàm được 75 mm. À, còn hai cái ốc này là chúng ta để định vị xuống cái bàn, thì tôi cần mình định vị xuống đây nè, định vị xuống ha. Định vị xuống là để làm gì đó, cố định nó lại ha. Rồi, cái này có giá là 70.000 nha mọi người, của hãng Consen. Rồi, người có nhu cầu mua hàng liên hệ với số điện thoại bên trên ha. Rồi thôi, cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.